47 lời tựa cho bộ Viên Anh Pháp Vượng năm Dân Quốc 22 1933. Tri kiến Như Lai chúng sanh đều cùng sẵn có, nhưng nếu Đức Phật chẳng nói, ai hỏng tự biết được. Vì vậy Đức Thế Tôn ta thị hiện sanh trong thế gian, thành đẳng chánh giác về khắp chúng sanh chín giới, vì theo căn cơ tuyệt nói diệu pháp, sao cho lý lẫn cơ đều khế hợp, giải lẫn hạnh cùng trọn vẹn, ngõ hầu đoạn hoặc chứng chân, khôi phục tâm tánh vốn có mà thôi. Lại do những nhân duyên như chúng sanh độn căn khó mong đoạn chứng được, hễ phải thọ sanh lần nữa, tiếng chỉ một đuổi cả vạn, chỉ có bậc thượng sĩ nhất thừa đích thân chứng được pháp thân, chẳng phải trải qua tăng kỳ đại kiếp mau thành Phật đạo, vân vân. Nên Phật đặc biệt mở ra pháp môn tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, để chính pháp giới được thánh hạ phàm đều cùng vãng sanh Tây Phương ngay trong đời này. Bậc thượng sĩ sẽ viên mãn Bồ Đề, kẻ hạ căn cũng đích thân lên bậc bất thoái, ân trà trà vỗ vẻ nuôi dưỡng ấy, dù hết cả kiếp cũng chẳng thể nói trọn. Do vậy biết, một pháp tịnh độ chính là pháp môn tổng trì, thành thủy thành trung, để mười phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo, giới hóa độ chúng sanh. Đang thể mà pháp này, căn cơ con người kém hèn, thọ mạng ngắn ngủi, tri thức hiếm hoi, và ma ngoại đạo tung hoành, nếu không có pháp này thì làm sao yên được. Vì thế khi Phật pháp được chuyển sang chấn đán, 2000 năm qua, tất cả trí thức ai nấy hoặc chuyên tu hoặc kiêm tu, hoặc hiển tu hoặc ngầm tu pháp này, để mong rốt ráo tự lợi lợi tha. Pháp sư Viên Anh xưa đã sẵn huệ căn, nghiên cứu giáo quán đã lâu, tuy thị hiện dáng vẻ duy trì tông môn, nhưng thật ra lòng chuyên chú nơi tịnh độ. Người căn cơ viên mãn thọ pháp, không pháp nào chẳng biên, để lòng người ưa thích mà giảng các kinh Phật học thư cuộc, tập hợp những chức tác của sư để ấn hành lưu truyền, đặt tên là Viên Anh Pháp Vượng. Đầu sách là A Di Đà Kinh Chú, chú giải kinh A Di Đà, để nêu rõ ý pháp sư chú trọng tịnh độ. Trộm nghĩ vùng chết giang xưa kia đã có Vân Thề Pháp Vượng, gần đây thì có Đế Nhàn Giảng Lục, Viên Anh Pháp Vượng, đều là người hướng dẫn nơi đường hiểm, là thuyền từ trong biển khổ, kẻ có duyên gặp được may mắn chi hơn. Quang là một ông tăng tầm thường, chỉ biết cơm cháo, ngoài niệm Phật ra chẳng biết một chuyện gì, được sư chẳng chê bỏ, sai viết lời tựa dẫn giải, chỉ đành được thuật những gì được biết cho xong trách nhiệm, nhưng lời văn chẳng ăn nhập gì đến đầu đề, đành mặc cho bậc đại thông gia chỉ trích chê cười mà thôi. 48 lời tựa cho viện mồ côi của Hội Phật giáo Thượng Hải, nuôi dạy con người thuở bé là chuyện cấp bách, ấy là vì lúc mới hiểu biết sẽ hấp thụ sự huân tập dễ dàng, tập thành chuyện lành sẽ là người lành, tập thói ác sẽ thành kẻ ác, huống gì những cô nhi không cha không mẹ, không cơm không áo ư, những hạng người này không được nuôi dạy thì nếu không chết đói sẽ lưu lạc thành ăn mày hoặc thành kẻ bệnh bạ. Bởi lẽ tài đức thiên phú do nghèo cùng nên chẳng thể bộc lộ, chẳng tiếc lắm ư. Nếu được nuôi dạy thì sẽ như Thích Đạo An đời Tấn, Thích Diệu Phong đời Minh, đạo truyền Phật tâm trên Hoàng Dương dưới Hóa Độ, Lã Văn Mục, Phạm Văn Chánh đời Tống, dùng đạo cứu giúp cõi đời hoạn nạn, kế thừa người trước, mở mang hậu học. Xưa nay vốn chẳng thiếu những người giống như thế, dẫu đứa không có thiên tư cũng sẽ được nuôi thành lương thiện, biết tự chủ trở thành bậc thuần thành, cẩn thận trong một làng một ấp, tận tụy hành tám đức hiếu đễ trung tín lễ nghĩa liêm sỉ, sẽ biến đổi thế đạo nhân tâm mà chẳng hay chẳng biết. Do vậy củng cố nền tảng đất nước, giúp cho sự bình trị cố nhân, chẳng riêng gì đứa bé côi cút được hưởng lợi ích ấy. Nguyện những người nhân từ, những bậc quân tử hãy đem cái lòng thương yêu trẻ thơ của ta để nhất trí tiến hành giúp đỡ cho chuyện này, ngõ hầu an ủi tấm lòng thương trẻ của Khổng Tử, cái tâm thương yêu chúng sanh như con muội của Phật Thích Ca, thì cái tâm thương yêu trẻ thơ mới được viên mãn, không còn thiếu sót gì, cồn ngăn thơm thảo ngày đêm cầu khẩn vậy. 49 bài tụng và lời tựa nêu bài ý nghĩa ẩn kín nhân dịp khánh thành công trình xây dựng thêm nhà cửa cho viện mồ côi của Hội Phật giáo thành phố Thượng Hải. Tử Dư Thị từng nói, lão ngô, lão dĩ, cập nhân tri lão, ấu ngô ấu dĩ, cập nhân tri ấu, trị thiên hạ khả vận tri trưởng thượng, đem lòng phụng dưỡng người già của ta, để phụng dưỡng người già của kẻ khác, đem lòng thương yêu đùm bọc trẻ thơ của ta, để đùm bọc thương yêu con thơ người khác, thì thiên hạ bình trị là điều nắm chắc trong tay. Từ khi học cái chân chánh bị thất truyền, nhà nho đều lấy bài Xích Luân Hồi làm chí hướng sự nghiệp, dẫu có biết cũng chẳng dám nói ra miệng. Do vậy phụng dưỡng người già, nuôi dạy trẻ thơ của chính mình đều chẳng đạt đến đạo rốt ráo, huống hồ là với người già trẻ thơ của người khác ư. Lão lão vừa nói, đó chính là dùng đạo để cha mẹ được tự yên,
và dưỡng cái trí của cha mẹ, khuyên dụ cha mẹ hướng về đạo. Nếu không, dù có phụng dưỡng cẩn thận vẫn chẳng thể khiến cho thân tâm cha mẹ rốt ráo yên vui, đều chẳng được gọi là thật sự lão Ngô lão vậy. Hãy để câu ấy lại mà bàn đến chuyện âu ấu. Âu ấu là dùng thân làm gương, ngõ hầu nuôi dạy đúng đắn con thơ. Mỗi một lời nói, mỗi một hành vi chẳng để vượt khỏi quy củ, sao cho đều là hiền là thiện, có ích cho nước nhà, chẳng gây hại cho xã hội thì mới được. Nếu không, dẫu chẳng tiếc tiền của cung cấp học phí, học vấn thành tựu xong, con cái chẳng hề chú trọng đạo nghĩa, thì đều chẳng gọi là ấu ngô ấu thật sự. Con thơ của ta còn chẳng thể chân thật nuôi dạy như vậy, huống chi đối với những đứa con thơ của người chung quanh hay người đời, làm sao có thể quan tâm đến nơi đến chốn cho được. Gần đây thế đạo hoang tàn loạn lạc, dân không lẽ sống, bao nhiêu cô nhi không cha không mẹ, không áo không cơm, sắp bị chết đói. Dẫu chẳng chết đói nhưng do không được dạy dỗ, ắt có thể trở thành người đàng hoàng được, chẳng thành gã dân ương bướng, ắt sẽ trở thành kẻ hư hỏng. Các đại thiện sĩ như Quan Quýnh Tri vân vân nhiệt tâm làm chuyện công ích, nghĩ đến nỗi khốn khó của cô nhi. Trong năm trước đã lập một cô nhi viện Phật giáo ở nhờ chùa Bảo Liên tại Áp Bắc, nay người đông nhà ít, xây cất thêm bao nhiêu gian nữa, nay đã hoàn thành cho in đặc san kỷ niệm, sai quang lược thuật những nét tránh. Do vậy bèn tụng rằng: giúp đỡ cô nhi tài cao chót vót, nếu chẳng cứu giúp sống bằng cách nào, đã được nuôi dạy chánh khí ắt thành, hoặc là công thương học hành cày cấy, là hiền là thiện, tốt lành thuần thục, chăm giữ đạo nghĩa, tuy hèn vẫn vinh, huống chi chẳng ít anh tuấn lỗi lạc. Do vậy biết rằng nuôi dạy cô nhi lợi ích sâu rộng. Lời ông Tử Dư thật đã nghĩ chín, chỉ nguyện người nhân cùng sẵn tử bi, nhà viện tuy thành nhu cầu vẫn thiếu, ai nấy ra tay giúp cho hoàn thành. Thương con của người, con ta ắt nhờ hiền thiện tiếp nối, nêu gương cho đời, lợi người tự lợi nhân quả như thế, chớ nên chẳng tin, lời Phật chẳng dối. 50. Lời tựa cho bộ Đạo Đức Tùng Thư. Nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian đã xuất thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Khổng Tử khen ngợi Châu Dịch, vừa mở đầu liền nói: tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh. Tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương. Nhà tích thiện, ắt sự vui có thừa, nhà tích điều chẳng lành, ắt tai ương có thừa. Cử tử trần thuật hồng phạm, cuối cùng mới nói: hưởng dụng ngũ phước, oai dụng lục cực. Thuận theo sẽ được 5 điều phước, trái nghịch sẽ bị 6 điều cực. Đấy chính là nghĩa nhân đời trước quả đời này vậy. Nho gia trong cõi đời chẳng biết nhân quả, quy hết mọi chuyện về sự cai trị của vua. Thế nhưng tánh tình hung bạo, thọ mạng ngắn ngủi, tấm thân bệnh tật, nỗi lòng lo sầu, cảnh ngộ nghèo cùng, diện mạo xấu xí, thân thể yếu đuối đều do sự cai trị của vua gây ra hay sao? Vua báng sự cai trị của vua, trái nghịch tâm pháp của thánh nhân quá sức. Đạo sửa mình trị người của thánh nhân, lấy sáng tỏ minh đức làm gốc. Công phu bước đầu của làm sáng tỏ minh đức chính là cách vật. Vật chính là nhân dục, tham sân si mạn. Trừ sạch hết đi thì lương tri sẵn có tự nhiên hiển hiện. Lương tri đã hiển hiện thì chẳng thể nào không ý không thành, tâm không tránh, thân không tu. Kẻ học phải học từ đầu nguồn như vậy mới là thật học. Người căn tánh trung hạ chẳng thể trừ khử nhân dục để thành ý tránh tâm, tu thân thì dùng thật sự thật lý nhân quả ba đời và luân hồi lục đạo để giảng nói cho họ, ắt họ sẽ gắng sức làm lành. Càng cố ý bỏ ác dùng 4 điều đừng của nhan tử và 3 điều phản tỉnh của tăng tử để làm gương báu cho suy nghĩ, khởi niệm, hành xử, sẽ dần dần tự đạt đến chỗ hết sạch nhân dục, đạt được địa vị làm sáng tỏ minh đức. Những nhà nho đời sau kỵ nói nhân quả luân hồi là đã đánh mất phương tiện, thúc bách con người chẳng thể không thành ý chánh tâm tu thân, lại còn đặc biệt cao giọng đề xướng để tự khoe bản lãnh cao minh, cho có gì để làm lành thì đấy chính là ác. Con người chết đi, hình hài đã mục nát, thần hồn cũng phiêu tán, dẫu bị chém chặt xay rã sẽ thực hiện vào đâu? Nhân quả ba đời luân hồi sáu nẻo chính là lời dối trá để phỉnh phờ ngu phu ngu phụ tin phụng giáo pháp nhà Phật. Do những lời lẽ ấy, thiện không có gì để khuyên, ác không có gì để phạt, dẫu có pháp bình trị cõi đời đi nữa cũng đều thuộc ngoài ra, chọn chẳng có căn bản.